Mic thử checking. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2021. Và Mic thử sẽ ghé ngang xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Theo cập nhật của Mic thử thứ 11 thì những ngày giãn cách xã hội theo chỉ số 16, bà con xã Thuận Hòa, đặc biệt là bà con ngủ tại ấp Bần B đã thật sự trở lại với cuộc sống yên bình sau khi kết thúc thời gian phong tỏa, tức là từ 13 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2021. Đến thăm Thuận Hòa ngày hôm nay thì Mic thử cảm nhận được một không khí yên ắng. Bà con để tuân thủ nghiêm khuyến cáo ai ở đâu thì ở đấy. Việc ra đường là một số bà con đi chợ theo phiếu đi chợ, phần lớn là đi mua thức ăn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản hoặc là ra vuông để bắt cá tôm. Để chia sẻ với Mic thử, bạn Khải Nghiêm cho biết hôm nay Mic thử được một ngày nắng. Từ Thuận Hòa đã anh em chạy vào lại lướt sóng trên sông luôn, đi mua thức ăn cho tôm, rồi phải chạy nhanh như tên bắn chỉ để về nhà cho kịp giờ giới nghiêm, tức là 18 giờ là không được ra khỏi nhà nữa. Ngày trước, tức là chưa có giãn cách xã hội đó anh, từ Thuận Hòa mình đi chợ thứ 11 là kiểu tụi em cứ đi từ từ la cà ngắm sông nước trời mây gì đó. Còn giờ là có việc phải đi thì mới bước ra khỏi nhà, mà đi rồi về nhanh chứ không có muốn ghé đâu chơi vì e ngại. Thôi thì cứ vậy đi cho chắc, cho an bình hết mùa dịch. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là em Đoàn Trường Giang, năm nay 13 tuổi, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Thuận Hòa. Em đã rất là thành thạo khi mà cầm lái vỏ lại, lái rất là êm mà không phải lo luôn. Em Giang còn chia sẻ với Mic thử là em đang cố gắng luyện tập cho thành thạo để một ngày không xa em sẽ tham gia đua vỏ lại trên sông Cần Thơ. Chia tay với bạn Khải Nghiêm và em Đoàn Trường Giang, chúng ta sẽ theo chân nhóm thiện nguyện xã Thuận Hòa tiếp tục lướt sóng trên sông từ Thuận Hòa ra Thứ Chín Rưỡi, ghé nhà chị Diệm để nhận gạo hỗ trợ cho bà con khó khăn trong mùa dịch trên địa bàn xã Thuận Hòa.
Và tiếp theo xin mời mọi người cùng xem lại hành trình đi hội chợ gạo của nhóm thiện nguyện xã Thuận Hòa. Mỗi phần quà được trao tặng đến bà con là 10kg gạo. Có một tạ được không? Vậy
mặt kìa. Cậu Phúc rồi nha. Thế là mày với cô Phúc. Sao 7 điểm thế đây? Có tiêu phiên đúng không? À, có chú chính. Chính nào ta? Chú chính là ông bà vợ chú Thanh, già độc thân sống chồng. Chú Ly thắm cái chú thật. Chú có